Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 5 tháng 7 năm 2023. Quý vị thân mến, vậy là đúng như dự báo, năm 2023 được cho là một năm đầy tai ương, vạ gió đã dồn dập tấn công Trung Quốc trong suốt mấy ngày hôm nay. Khi dòng nước lũ luôn gào thét đi vào đánh sạt góc núi và cây cầu như ngày tận thế, miền Nam thì lũ lụt triền miên chưa thấy ngày kết tại miền Tây Bắc. Cơn bão với vận tốc gió giật cấp 15 quần đảo Trung Quốc một tuần nay vẫn chưa ngừng nghỉ. Và vùng ảnh hưởng lũ lụt tại nước này đang ngày càng mở rộng sang các vùng phía Tây Bắc của Trung Quốc, khiến tỉnh Cam Túc Thanh Hải hứng chịu thiệt hại lớn. Cộng thêm tình trạng sạt lở vào rạng sáng nay tiếp tục nuốt chửng hàng trăm sinh mạng vô tội cùng nhiều ngôi nhà và chung cư, chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình phải nâng cấp phản ứng khẩn cấp và điều trực thăng tham gia ứng phó. Theo nguồn tin chính thức từ Trung Quốc, chỉ sau 3 ngày mưa lớn đã gây ra lũ lụt và lở đất, đã làm hơn 208 người tại nước này bị thiệt mạng. Một quan chức địa phương nói với hãng tin AP, "Chúng tôi đã thu gom được 160 thi thể từ huyện Chư Khúc, tỉnh Cam Túc và hơn 60 thi thể ở Solo, Thanh Hải. Hiện nay, nhiều quận huyện bị ngập trong nước và chúng tôi chỉ có thể đi lại bằng thuyền và cano. Kinh hoàng nhất là trong sáng nay, một trận lũ quét kéo theo bùn và các mảnh vỡ từ khu vực sạt lở đất ở miền Bắc tỉnh Cam Túc tấn công vào các ngôi làng và một trường tiểu học ở đây khiến cho 24 trẻ em bị cuốn trôi tang thương. Các nhân viên cứu hộ đưa được 11 thi thể trẻ em từ bùn đất trở về sau nhiều giờ, 13 trẻ em khác và một số giáo viên đã được giải cứu. Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Thông tin và Truyền thông Thiên tai Trung Quốc, ông Chào đánh giá rằng số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục tăng. Trước hiện nay, nhiều gia đình báo có người thân mất tích chưa được tìm thấy. Huyện đã tăng cường xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thảm họa để nhằm theo dõi 173 điểm có khả năng xảy ra thảm họa địa chất trong thập kỷ qua. Theo ABC News, hơn 1.556 ngôi nhà tại các khu vực phía Tây và Bắc Thanh Hải đã bị ngập lũ hoặc hư hỏng nặng. Ba cây cầu treo cùng bị phá hủy hoàn toàn, bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ mưa lũ lớn liên tục. Thị trấn Thukana, Thanh Hải đã ghi nhận được chừng khoảng 170-180 km đường bị hư hỏng và dân cư cần phải sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, thì thiên tai cũng đã phá hủy nhà cửa và hoa màu, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông và các dịch vụ tiện ích, khiến cho chính quyền địa phương phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt ở mức cao nhất. Chính quyền tỉnh Cam Túc đã cử trực thăng và một số đội cứu hộ chuyên nghiệp đến các khu vực bị thiệt hại nặng nề, đồng thời có khoảng 17,8 triệu nhân dân tệ, khoảng 2,54 triệu đô la Mỹ để cứu trợ. Hiện tại, chính phủ Trung Quốc vẫn đang khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu hộ cứu nạn và dùng 100 máy bơm để làm cho nước rút, cứu giúp khu người dân cư cũng như cơ sở hạ tầng, đường dây tàu hỏa. Mặc cho trong đất liền đang hứng chịu thiên tai, mất mùa, đói kém triền miên, Tập Cận Bình vẫn đang bất chấp tất cả, ông ta vẫn không hề mảy may gì đến. Trung Quốc vẫn tăng cường đem quân đội xuống Biển Đông chiếm cho bằng được Trường Sa. Bằng chứng, Bắc Kinh đã tập trận liên hoàn từ tháng 3 năm 2022 đến nay. Thưa quý vị, giới chuyên gia cho rằng cơ sở hạ tầng yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ngập ống tại nhiều địa phương của Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn. Trong đó, tình hình lũ lụt Trung Quốc trong tháng 4 chủ yếu tập trung vào tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây, Trùng Khánh ở phía Tây của đất nước với nhiều đô thị. Trong đó, các thành đô và Lạc Sơn bị ảnh hưởng nặng nề. Cũng trong sáng nay, cơ quan dự báo thời tiết cho biết mưa lớn tại Trung Quốc có thể kéo dài đến hết tháng 11 năm nay. Tân Hoa Xã ngày hôm nay dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Chu Học Vân nói rằng giai đoạn kế tiếp có thể gây thiệt hại đáng kể. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn có thể tiếp tục trút xuống lưu vực sông Dương Tử trong ngày hôm nay, do đó nhà chức trách Trung Quốc đang giữ ở mức cảnh báo cao độ. Kính thưa quý vị, thiên tai thảm họa và những dị thường kỳ lạ tiếp tục xảy ra tại đất nước Trung Quốc. Sau cơn cuồng phong của bão quái vật bồi thêm mưa lớn và gió giật, thủ đô Bắc Kinh biểu tượng về sức mạnh, niềm tự hào của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại được thần sấm, thần sét tới thăm. Nhưng sự đến thăm lần này có vẻ như không được Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân của Trung Quốc chào đón, bởi vì chỉ đem lại bất hạnh là bi kịch cho người khác mà thôi.
Thưa quý vị, sau khi đợt sét thứ nhất giáng xuống vào lúc 19 giờ làm hơn 100 người tại Bắc Kinh thiệt mạng, thì một lúc sau, một trận sét lại tiếp tục đánh trúng tháp truyền hình trung ương tại đây, làm cho nó sập hoàn toàn, gây ra cái chết và làm bị thương cho hơn 64 người đang làm việc tại đây, gây bàng hoàng dư luận. Tất cả các vụ thiệt mạng chỉ xảy ra trong vòng 1 giờ đồng hồ. Ông Lã Chí Trung, một quan chức tại Cục Quản lý Phòng chống thiên tai Trung Quốc cho hay, chính quyền đang bắt đầu hỗ trợ tài chính cho các gia đình có người thân qua đời do bị sét đánh. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đến hiện trường chỉ đạo việc khắc phục hậu quả và thông báo rằng ông đã nhận được tin tức về thảm kịch tại hiện trường và cho biết các nhà chức trách đã ngay lập tức tham gia vào công tác cứu trợ. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình của những người đã mất mạng trong thảm họa lần này. Thủ tướng Trung Quốc nói thêm, một cư dân thủ đô chia sẻ, đây là hai vụ sét đánh chết người kinh khủng nhất trong những năm gần đây. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân cảnh giác ở yên trong nhà vì các khí tượng dự báo thời tiết sẽ còn xấu hơn. Trung Quốc còn ghi nhận các ca tử vong do sét đánh vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm. Vào năm 2021, cũng có hơn 2.200 người Trung Quốc đã bị sét đánh chết. Theo thống kê, số người dân Trung Quốc làm việc ngoài trời nhiều hơn ở nước khác, nên họ có nguy cơ bị sét đánh nhiều hơn. Năm 2019, ở khu vực miền Đông Trung Quốc cũng đã từng ghi nhận có 3.203.602 vụ bị sét đánh chỉ trong vòng 13 giờ. Phần lớn các nạn nhân bị sét đánh tại Trung Quốc là nông dân. Mưa gió buộc họ phải chạy ra đồng ruộng để bảo quản cây trái và thu hoạch càng sớm càng tốt. Trong khi đó, cũng có một số ngoại lệ khi sét đã viếng thăm các quan chức và các cơ sở hạ tầng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong khi đó ở Bắc Kinh, sau khi hứng chịu một cơn mưa dữ dội kèm theo gió lớn nổi lên sấm chớp rền vang, một tia sét lớn như xé tan bầu trời và đánh vào đỉnh của tháp truyền hình trung ương Trung Quốc. Tia sét đã khiến cả một vùng trời như rực sáng lửa bắn xung quanh khắp nơi và vài giây sau, đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã sập hoàn toàn, gây ra cái chết và làm bị thương hơn 64 người khác đang làm việc tại đây, gây kinh hoàng cho dư luận. Khách du lịch tại Bắc Kinh đã sợ hãi đến nỗi la hét liên tục, còn cư dân mạng Trung Quốc thì mô tả cảnh tượng giống như đang xem một bộ phim thảm họa, sét đánh trúng vị trí trọng yếu, đây là dấu hiệu đáng ngại cho cả nước và Đảng Trung Quốc. Sét càng đánh càng trúng chỗ hiểm, mục tiêu kế tiếp là Trung Nam Hải Vân. Một số cư dân mạng còn đăng Twitter nhắc nhở rằng mỗi khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc gây thêm tội lỗi thì sẽ có dị tượng xuất hiện. Lần trước, Bắc Kinh đã tổ chức lễ hội công khai mưu đồ thi hành luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông. Hôm đó, ban ngày cũng như ban đêm cùng phong bão táp vô cùng dữ dội khi công an Trung Quốc bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ như Lê Trí Anh, Chu Đình Vân, thì tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông ở Thượng Hải cũng liền bị sét đánh. Ngay lập tức sau đó, cư dân mạng còn nhấn mạnh rằng trời đất và con người có tương quan lẫn nhau, làm việc trái với đạo trời ắt sẽ gặp phải báo ứng. Như chúng ta đã biết, trong lịch sử mưa lũ ở Trung Quốc hầu hết do yếu tố tự nhiên, nhưng trong số đó có một số trận lũ nhân tạo mới đây với sức tàn phá không kém, khiến khoảng 300.000 người thiệt mạng. Đó chính là trận lũ trên sông Hoàng Hà nhấn chìm thành cổ Khai Phong của Trung Quốc theo đúng nghĩa đen, nước tràn vào trong trường thành và không thoát ra được, nhấn chìm hàng trăm nghìn người ở bên trong. Theo Taiwan News, trận lũ đã phá hủy nội thành của Khai Phong, chôn vùi người dân trong hàng mét phù sa và đất đá, người ta tìm thấy nhiều thi thể trong chất, bằng chứng cho thấy sự tàn khốc của trận lũ lụt, trận lũ nhân tạo đầy sức hủy diệt. Sông Hoàng Hà được mệnh danh là nỗi buồn của Trung Hoa vì nhiều lần gây ra lũ lụt tàn khốc. Tài liệu lịch sử cho thấy Hoàng Hà, con sông lớn thứ hai của nước này, đã gây ra lũ lụt hơn 1.000 lần chỉ trong vòng 2.000 năm qua, dẫn đến cái chết của hàng triệu người. Thành cổ Khai Phong nằm ở bờ Nam Hoàng Hà trong khu vực thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay. Trước đây, Khai Phong là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới và từng là kinh đô của một số triều đại Trung Quốc. Nơi đây cũng thường xuyên là nạn nhân của lũ sông Hoàng Hà. Trong vòng 3.000 năm qua, dòng sông này làm ngập Khai Phong khoảng 40 lần. Lũ thường xuyên để lại hàng mét phù sa trộn lẫn với các mảnh vỡ, tạo ra một lớp bùn lầy dày 20 mét. Trong khi lũ lụt thường do thiên nhiên trực tiếp gây ra, trận lũ năm nay hoàn toàn do con người khi Khai Phong bị bao vây bởi người dân đi khiếu nại nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc trong suốt 6 tháng, khi vào ngày hôm qua lũ quá mạnh, tòa thành không thể cầm cự được nữa. Tập Cận Bình đã đưa ra một hành động quyết liệt và điều này vô tình khiến hàng ngàn người dân phải trả giá. Theo đó, một đội quân lớn đã phá đê dọc sông Hoàng Hà để cố tình làm ngập Khai Phong. Tập Cận Bình cũng đã ra lệnh xả lũ sông Hoàng Hà với hy vọng tiêu diệt sự trỗi dậy của người dân trước sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
cho đê vỡ, nhưng thay vì tiêu diệt sự nổi dậy của người dân. Nước lũ tấn công dữ dội thành cổ trũng thấp nhấn chìm khu dân cư hoàn toàn không được chuẩn bị trước. Từ dân số 378.000 người giờ chỉ còn vài nghìn người sống sót. Theo nghiên cứu, trưởng thành Khai Phong đã sụp đổ một phần khiến nước lũ tràn vào mà không thể thoát ra. Dòng nước lũ tràn vào Khai Phong tạo ra hỗn hợp chết người bao gồm bùn và mảnh vỡ khuếch đại đáng kể sức mạnh hủy diệt của lũ dòng sông Hoàng Hà. Bằng chứng rùng rợn tại các công trình khảo cổ gần đây ở Khai Phong, các nhà khoa học khai quật được nhiều bằng chứng xác thực các trận lũ lụt sông Hoàng Hà. Tại sông Kim, sông Phủ, nhóm nghiên cứu tìm thấy 1.500 thi thể đã chết trước hoặc vào trận lũ. Hầu hết đều bị thối nát, không nhận dạng được. Những hài cốt còn lại dường như đã chết một cách đau đớn trong trận lụt, bị tấn công bởi các mảnh vỡ và sau đó bị chôn vùi trong bùn từ nước lũ. Theo nghiên cứu của một người bị thanh gỗ sơn đầu vào một mảnh đất sét lớn được tìm thấy trong bụng người khác. Cũng tại Vô An Phủ, trận lũ đã để lại lớp bùn đất dày khoảng 3 mét, chủ yếu là phù sa. Điều này cho thấy nước lũ cực kỳ đặc biệt và có sức tàn phá lớn, có thể là hậu quả của một cái chết dữ dội trong trận lụt. Hai người này được tìm thấy trên giường cổ phát hiện bằng chứng cho thấy trường thành của Khai Phong đã bị trận lụt nhân tạo tàn phá một phần, vô tình khắc lại sức tàn phá của lũ. Trường thành được xây dựng để bảo vệ thành cổ trước quân xâm lược và lũ. Vào năm 1841, một trận lũ sông Hoàng Hà đã làm ngập khu vực xung quanh Khai Phong, nhưng bằng chứng trầm tích cho thấy tường thành đã ngăn hầu hết nước lũ. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, trường thành sụp đổ trước cơn lũ của Hoàng Hà. Sau khi sụp đổ, một phần trường thành dường như đã ngăn nước lũ thoát ra ngoài, do đó chúng vô tình khuếch đại sức tàn phá của trận lũ lụt sông Hoàng Hà. Cuối cùng, nước lũ thoát khỏi thành phố cổ ở phía đông nam, để lại một con kênh có thể nhìn thấy trong địa hình hiện tại, cách Khai Phong khoảng 10 km về phía bắc. Sau khi đê vỡ, mực nước sông Hoàng Hà có thể giảm từ 10 đến 15 mét. Các nhà khoa học cũng tính toán rằng lưu vực đỉnh lũ là 360 m khối trên giây hoặc 725 m khối trên giây, tương đương với mực nước giảm 10 m hoặc 15 m. Với mực nước giảm ước tính từ 10 đến 15 m, lượng nước sông tràn ra ngoài là khoảng 32% hoặc 64% tổng lưu lượng sông. Điều này có nghĩa là một tỷ lệ đáng kể lưu lượng sông Hoàng Hà quét vào thành phố cổ gần như ngay lập tức sau khi đê vỡ. Giả sử chiều dài của đoạn đê vỡ là khoảng 20 mét ước tính sơ bộ, với vận tốc dòng chảy trong lưu lượng đỉnh lũ là khoảng 3,6 mét trên giây hoặc là 5,9 mét trên giây. Đây là vận tốc dòng chảy tương đối nhanh so với một dòng trục thấp, cho phép sông Hoàng Hà có thể cuốn các vật thể có đường kính tới 1 mét. Với di chuyển nhanh kèm theo các vật thể lớn, lũ sông dễ dàng cuốn trôi một phần tường và cổng thành Khai Phong. Đặc biệt là khi biến đổi khí hậu dự kiến làm gia tăng hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trên toàn cầu, khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng và làm tăng tần suất của các hiện tượng cực đoan. Hồ sơ khảo cổ của các trận lũ đặc biệt như là trận lũ sông Hoàng Hà có thể đưa ra một lời nhắc nhở quan trọng rằng những sự kiện bất ngờ đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại có khả năng sẽ xảy ra lần nữa trong tương lai. Và trong trường hợp cực đoan, cơ sở hạ tầng được xây dựng để ngăn chặn thảm họa không có thể thất bại thảm hại. Ngoài trận lũ lụt do chính phủ Trung Quốc cố tình gây ra, trước đó con sông Hoàng Hà đã chứng kiến một trận lũ lụt thậm chí còn lớn hơn vào ngày 28 tháng 9 năm 1887. Người ta ước tính trận lũ đã giết chết từ 900.000 đến 2 triệu người, khoảng 2 triệu người mất nhà cửa, các vùng đất nông nghiệp và một số thị trấn nhỏ bị phá hủy hoàn toàn. Không có gì ngạc nhiên khi sông Hoàng Hà được mệnh danh là nỗi buồn của Trung Quốc. Nước sông Hoàng Hà được cho là đã đổ vỡ qua các con đê ở các sông gần thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Do vùng đồng bằng trũng thấp gần khu vực điều tiết lũ lây lan rất nhanh khắp miền Bắc của Trung Quốc, bao gồm khoảng 130.000 km vuông, gây tắc nghẽn các khu định cư nông nghiệp và các trung tâm thương mại. Sau trận lụt, 2 triệu người bị mất nhà cửa, các đại dịch tiếp theo và thiếu các yếu tố thiết yếu cơ bản và tuyên bố như nhiều sinh mạng, những người bị mất trực tiếp bị lũ lụt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.